Trong kinh kể rằng Đức Lục Độ Phật Mẫu Tara được sinh ra từ giọt nước mắt bi mẫn của Đức Quan Âm. Nhân duyên vì Đức Quan Âm đã không ngừng cứu độ để giải thoát tất cả chúng sinh thoát khỏi địa ngục thống khổ. Sau khi hoàn thành công hạnh này, Ngài chỉ kịp nghỉ ngơi một chút. Nhưng ngay sau đó, Ngài nhận ra rằng trong cõi địa ngục thống khổ kia thoáng chốc lại đẩy tất cả chúng sinh mình vừa cứu khỏi, vì họ vừa tạo tác những ác nghiệp cực trọng. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Đức Quan Âm đã nhỏ những giọt nước mắt bi mẫn vì lời nguyện cứu khổ cho những chúng sinh vô minh đó. Một trong những giọt nước mắt từ bi của Đức Quan Âm đã biến thành Đức Tara để khích lệ Ngài trên con đường Bồ Tát hạnh. Khi đó, Đức Tara đã phát nguyện rằng: Xin Ngài đừng tuyệt vọng, con nguyện cùng Ngài giải thoát tất cả chúng sinh vô minh trong cõi luân hồi thống khổ mà không để sót một ai. Om Tare Tu Tare Tu Re Soha.